Xin chào tất cả quý vị bạn quay trở lại với xe 2 thứ giờ để biết đường giá xe tổng ngân bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback. Khi mà sang à, cuối tháng 10 đầu tháng 11 này, chiếc xe Hyundai i10 bản hatchback này đang có chương trình khuyến mại giảm giá cũng rất sâu cho nhé Còn anh em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 2 thứ giờ của em chuyên về giá xe, tổng ngân bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok đi vào chi tiết Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miết của chiếc xe đang là 435 triệu Sang cuối tháng 10 đầu tháng 11 này Thì đại dịch chúng em đang bán với giá đang là 404 triệu thôi ạ Tức là đang giảm giá cho anh em là 36 triệu tiền mặt ạ Vậy thì chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hát này giá ừ. nội đang là 452 triệu Còn tỉnh thì 428 triệu tỉnh A Thuận Trăm thì 433 triệu và ở Thành phố Minh thì 448 triệu. Còn trả góp thì đang là 135 triệu, tỉnh thì đang là 111 triệu, tỉnh A Thuận Trăm thì là 115 triệu và ở Thành phố Minh thì là 131 triệu. Còn anh em muốn giá tốt hơn hay một khuyến mại nào? tặng phụ kiện là sao, chip bánh nào, thì anh em hãy cố định cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giật đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá thường, mình... ok tiếp theo thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai 10 số tự động bản hatchback ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 3 m tám ạ rộng là một m sáu còn cao là một m năm ạ còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m450 và khoảng sáng gầm xe đó chính là 15,7cm em nhá Tổng thể chiếc xe này thì nó khá là dài và rộng đấy ạ Về phần đầu xe của chiếc xe này thì thiết kế nó không phải quá góc cạnh đâu Thiết kế nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém sự sang trọng ạ Lối bật về phần đầu xe của có mặt đối cao lăng rất là to bản nhá Giúp cho chiếc xe cảm giác được thể thao hơn và mạnh mẽ hơn ạ Và nó có dài led đèn, đèn nét ban ngày Thiết kế trong mặt đối cao lăng rất là nổi bật và rất là tinh tế đấy ạ Đèn gầm của chiếc xe này nó sử dụng là đèn halogen dạng projector nhá còn về cụm đèn phía trước ạ, cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn halogen phản xạ đa hướng đấy ạ. Đấy, cho cả đèn cốt nữa đèn pha ạ. Các tính năng an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này thì nó sẽ không có cảm biến góc trước đâu ạ, nó cũng không không có camera 360 độ ạ. Đó. Về mặt cản trước của chiếc xe này thì nó thiết kế nó cũng không phải quá góc cạnh đâu ạ. Về sườn xe của chiếc xe hôm nay 10 này thiết kế nó rất nổi khá là ít nhé Đó, nó không phải quá nhiều đâu Nó thiết kế nó ăn nhập với tổng thể của chiếc xe Nó rất nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém sự sang trọng ạ Về sườn xe của chiếc xe này thì nó đã bỏ cái phần ốp nhựa rồi đấy ạ Về phần bánh xe Bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm ạ Vành nó vành 15 inch ạ đấy, Màu nó là màu bạc trắng kết với màu đen đấy ạ Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng trống nhé các tính an toàn như hệ thống phanh ABS, phân bố lúc phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh cần cấp BI Ngoài ra thì nó có cả cảm biến áp suất rồi đấy ạ Dành duy nhất cho bản số tự động thôi nhá Có cảm biến số lốp ạ Đây, sườn xe thì nó sẽ không có ốp nhựa đâu ạ Nó có phần rộng đổi liên tục ạ Về phần gương chiếu hậu ạ Gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe Thích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED ạ lò có có trình điện, gập điện, cụm gương tự động, điều chỉnh bốn mắt gương ạ. Gương chiếc xe này thì nó sẽ là gương có sấy em nhé. Với chân kính của chiếc xe này là chân kính phía trên và chân kính dưới ra dạng nhựa thôi ạ, nó không phải có thanh nhạc hoặc mạ chrome ạ. Còn về tay nắm cửa, tay nắm cửa của chiếc xe này là tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa nhé. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó chính là có chìa khóa thông minh đấy ạ. Còn về giới thiệu cho anh em tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, trần xe ạ. Trần xe của chiếc xe BMW 10 số tự động mà hatchback này nó sử dụng là trần phẳng nhá. Nó sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ. Nó cũng không có uh, anten dạng cột mà nó sử dụng anten vậy cột ạ, không phải anten với cá, đèn báo phân trên cao rồi đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe ạ. Đuôi xe của chiếc xe này nó thiết kế nó không phải quá dập nổi đâu nhá, dập nổi quá nhiều đâu ạ. Về phần cụm đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng là đèn halogen chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Thiết kế nó khá cơ bản thôi. Về các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó có cam lùi và cảm lùi ạ. Đây giới thiệu cho anh em về phần cản sau này Cản sau của chiếc xe này thì thiết kế nó rộng nổi khá là nhiều ạ. Về nó sẽ có cả cánh hướng gió phía sau nhé. Bô chiếc xe này nó sử dụng là bô đơn, bô dấu phía, phía trong đấy ạ. Còn cốp chiếc xe này nó sử dụng là bô cốp cơ nhá. Ok, giới thiệu cho anh em về phần uh, nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe này 10 số tự động bản đất bách này nó sử dụng không gian nội thất màu đen ạ. Giúp cho chiếc xe cảm giác nó sẽ được uh, sang trọng hơn và lịch lãm hơn ạ. Và đặc biệt rất là sạch sẽ khi anh em có trẻ nhỏ nhầm nhau. nhau. Ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế ghế được bọc da chỉnh cơ 6 hướng ạ. Còn các phiên bản còn lại nó sẽ là bọc lỉ chỉnh cơ 4 hướng nhé. Đây. Ghế chiếc xe này thì ngồi rất ôm ghế đấy ạ, ngồi rất là thoải mái và êm ái ạ. Còn đây giới thiệu cho về bên uh, ghế phụ này. Ghế phụ của chiếc xe này thì nó sẽ là có không gian màu đen này có các nút bấm như lên xung kính cho bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt kính ạ, điều chỉnh bố mặt gương ạ. Ok, giờ sang giới thiệu cho anh em về bên hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này giống như hàng ghế đầu tiên nhé. Ghế ghế da màu đen đấy ạ, ngồi thì rất là rộng rãi và thoải mái ạ. Tiếp nhập thêm thì chỉ nó sẽ đã có cửa gió cho hàng ghế thứ hai rồi đấy ạ. Ok, em sẽ đi sâu bên trong giới thiệu cho anh em tiết hơn về bên hàng ghế đầu tiên ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba chấu ạ được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại chỉnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động đấy ạ. Về thu khí bạn này nó sử dụng là hai thu khí nhá, cho bên ghế lái và bên ghế phụ đấy ạ. Còn bảng hồ tốc lô, chiếc xe này nó dùng bảng hồ táo lô LCD 5.3 inch ạ. Màn hình giải trí của chiếc xe này màn hình cảm ứng uh, uh, 8 inch, có kết lối Bluetooth, cái lối Apple CarPlay và ạ và ngoài ra thì tích hợp thêm đó chính là có định vị chỉ đường nữa nhá. Hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng hệ thống điều hòa cơ chỉnh tay đấy ạ. Đó. Ở phía dưới thì sẽ nào có cổng sạc điện thoại này, cổng USB này. Bên ghế phụ này, ngồi rất rộng rãi và thoải mái đấy ạ. Không gian là màu đen ạ. Còn về hộp số, hộp số của chiếc xe này nó sử dụng hộp số tự động 4 cấp nhé cần nó cần số sử dụng cần số thẳng đấy ạ chiếc xe này thì nó không thay đổi về động cơ cũng như là hộp số ạ nó sẽ có phanh tay sử dụng phanh cơ rồi đấy ạ bể từ tay trung tâm về phần hộp số chiếc xe này à, về phần động cơ ạ. động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ Kappa 1.2 ạ với công suất cực đại nó đang là 83 mã lực trên cho 6 vòng phút ạ còn mô men xoắn cực đại nó đang là 114 Lưu mét trên cho 4.000 vòng phút ạ nó sang dẫn đông cầu trước nhá. trợ được lái nó chưa được điện đấy ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe này nó có hệ thống tính an toàn như sau, hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LED hỗ trợ phanh cần cấp BA, cổ con control, ga tự động, hệ thống cảm biến số lốp, cam lùi, cảm biến lùi, cân bằng thử xe, hỗ trợ nhà dốc, ma hoa động cơ. Túi khí bài này nó sử dụng là hai túi khí nhá. Còn về màu sắc xe của chiếc xe này nó có các màu cho lựa chọn như sau như màu trắng mình đang xem, màu đỏ, màu bạc, màu xanh dương, màu vàng cát ạ. Ok, vậy sau này mình đã giới thiệu cho về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng dầu đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhá. Để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau như Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho anh em sẽ được chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn mình chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe hai thứ dầu của em sẽ chuyên về giá xe tổng bánh và các chương trình khuyến mãi ạ. Ok, xin phép em ra dừng giao đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này cả ạ